Tiếp tục phiên họp thứ 14 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hôm nay ngày 10 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành một ngày cho hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn. Phiên chất vấn được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và kết nối trực tuyến đến 62 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh thành trực thuộc Trung ương. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Văn Quảng chủ trì điểm cầu tại Đà Nẵng. Theo đó, có hai nhóm vấn đề được lựa chọn để chất vấn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây là lần thứ hai Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 tổ chức hoạt động chất vấn sau phiên chất vấn lần đầu tiên tổ chức rất thành công vào tháng 4 năm 2022. Các bộ trưởng cần trả lời thẳng thắn, không né tránh, đúng trọng tâm, đưa ra được các giải pháp thiết thực hiệu quả, khả thi cho cả trước mắt và lâu dài, để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực và vấn đề, đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước. Đối với nhóm vấn đề thứ nhất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an, các đại biểu đã tập trung chất vấn các vấn đề nóng được người dân và dư luận quan tâm như công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng, giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tình trạng đánh bạc, lừa đảo, đưa tin không chính xác, phát tán các clip phản cảm, độc hại, việc triển khai thực hiện cấp thẻ căn cước công dân, hộ chiếu phổ thông mẫu mới, vấn đề bảo mật thông tin cá nhân. Đây đều là những vấn đề nóng bỏng của thực tiễn mà cử tri và nhân dân cả nước quan tâm, đồng thời cũng là những vấn đề có nhiều khó khăn thách thức hiện nay. Mặc dù lực lượng công an nhân dân đã có nhiều nỗ lực cố gắng triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp công tác đã đạt được những kết quả quan trọng, nhìn tổng thể chung, chúng ta đã giữ vững tình hình an ninh, trật tự, bảo vệ được lợi ích quốc gia của dân tộc. Tuy nhiên, vẫn còn không ít những tồn tại khó khăn thách thức và những nguy cơ trên từng mặt công tác. Có những vấn đề mới chưa có tiền lệ, phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm, như việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nên không thể tránh khỏi những vấn đề còn tồn tại thiếu sót. Đối với nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, chỉ trong chiều nay đã có hơn 50 đại biểu đăng ký chất vấn, trong đó tập trung vào một số nội dung như việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp kích cầu, phục hồi du lịch sau đại dịch, việc thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong ngành du lịch. Một số bất cập trong công tác quản lý, bảo tồn, cải tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, những nhức nhối liên quan đến sự xuống cấp về đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử, nhất là trên không gian mạng trong thời gian gần đây.